mỗi một ngày trôi qua thì chúng ta nhìn những ơn lành của Chúa trên đời sống của mình thì chúng ta chỉ nói một câu đó là Chúa ơi chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ đó thì tôi thường hay gần gũi với ông ngoại của tôi. Mỗi lần gần gũi ông thì ông cũng hay kể những cái câu chuyện chiến tranh vì ông là người đi cách mạng nhưng đó ông toàn kể những câu chuyện về chiến tranh về cách mạng này kia tôi thì không có nghe ông nói về chúa tại vì ông cũng đâu có thờ phượng chúa gì đâu nhưng đó thì ông chỉ đi nhà thờ thôi nhưng mà ông thì không có kể về chúa gì hết á à, tôi cũng à, nghe những người bà con thì cũng nói về chiến tranh nhưng đối với tôi đó chiến tranh đó là một cái gì đó nó ở trong à, các vị đó thôi chứ còn mình à, còn nhỏ mà cũng đâu phải sống trong cái thời kỳ chiến tranh đâu ngày hôm nay á, là ngày 30 tháng4 thì à, cả nước á, chúng ta đó thì kỷ niệm cái ngày đó là ngày à, giải phóng đất nước Cũng à, nói về cái ngày này Thì à, tôi à, xin à, dùng lời của Chúa đó Để đem đến sự khích lệ cho quý bạn chị em Với một đề tài đó là Thắng Thế gian Phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta được viết ở trong văn nhất đoạn 5 Từ câu 1 đến câu số 13 Văn nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu số 13 tôi xin đọc phân đoạn kinh thánh này ai tin đức chúa giêsu là đấng rít thì sanh bởi đức chúa trời ai yêu thương đấng sanh thành thì cũng yêu thương người được đấng ấy sinh ra bởi điều này chúng ta biết mình yêu thương con cái đức chúa trời đó là chúng ta yêu đức chúa trời và làm theo các điều răn của ngài yêu đức của trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Điều răn của Ngài không phải là nặng nề. Vì ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết. Chính thánh linh làm chứng, vì thánh linh là chân lý, có ba bằng chứng. Thánh linh, nước và huyết, cả ba điều hiệp nhất. Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa trời còn cao trọng hơn vì đây là lời của đức chúa trời làm chứng về con ngài ai tin con đức chúa trời thì có lời chứng ấy trong chính mình còn ai không tin đức chúa trời thì cho ngài là người nói dối vì không tin lời đức chúa trời đã làm chứng về con ngài đây là lời chứng đức chúa trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống này ở trong con ngài ai có con thì có sự sống Ai không có đức chúa con đợi, Ai không có con của đức chúa trời Thì không có sự sống Tôi viết điều này cho anh em Là những người đã tin đến danh con đức chúa trời Để anh em biết mình có sự sống đời đời Câu gốc của chúng ta Giang nhất đoạn 5 Câu 4 và câu 5 Hai câu vì ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang học về đề tài đó là thắng thế gian. Cái điều mà chúng ta nói rất rõ ở đây đó là gì? tức là ai sinh bởi đức cái trời thì thắng thế gian như vậy thế gian là cái gì có một số người thế gian là gian dối gian tham gian dâm gian xảo vân vân đó là một cái từ nói nó mang tính chất là nói để à, về cái tội lỗi xấu xa cái sự gian ác thôi. nhưng cái từ thế gian ở đây À, có rất nhiều người giải thích nhưng chúng ta sẽ nói ở trong cái quan điểm của Chúa nha thế gian là nói đến sự tạo dựng của Thiên Chúa ở trên quả địa cầu hay là trái đất này và thế gian á thì gồm có đó là vũ trụ địa cầu thấy không vũ trụ hay là gọi là địa cầu đó Cái từ thế gian là cũng nói đến con người ở trong quả địa cầu này. Và nếu nói về con người ở trong quả địa cầu này á, thì chúng ta có thể nói rằng những người nhân loại nó gồm có những người chưa tin Chúa, những người tin Chúa và những người ghét Chúa. À, những người tin Chúa, những người chưa tin Chúa và những người ghét Chúa đó là bao gồm những người đặc biệt là tất cả mọi người trong trần gian này đó đó là nhân loại như vậy tôi có thể nói một vài từ ở thế gian từ thế gian thứ nhất là nói đến vũ trụ thứ hai là nói đến trái đất thứ ba là nói đến nhân loại Thứ tư đến những người chưa tin Và thứ năm nói đến những cái người là thù ghét Thù ghét Chúa Và trong đó cũng có các môn đệ của Chúa Là những người phục vụ Chúa nữa Nếu nói cái từ thế gian Thì ở trong Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rất nhiều câu Nói cái từ thế gian là nói đến một cái từ nó không có hay như ở trong sáng thế ký Đoạn 6 từ câu 11 đến câu số 13 Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời Và đầy dẫy điều hung bạo Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian thấy chúng bại hoại Vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại Đức Chúa Trời phán với Nô Ê, Ta đã quyết định tận diệt mọi người vì do chúng mà thế gian đầy dẫy điều hung bạo Này ta sẽ tiệt diệt chúng khỏi mặt đất Như vậy nói cái từ thế gian Và nó đến vỏ địa cầu Trái đất và nói đến con người Và khi Đức có trời tạo dựng nên Thế gian này hay là quả địa cầu này Ngài đã tạo dựng con người đầu tiên Đó là Adam và Eva Và Ngài đặt lực pháp Hay đặt cây sự sống Và cây biết điều thiện, điều ác Ở trong vườn địa đàng Ngài nói rằng các ngươi không được ăn cái trái cây Biết điều thiện điều ác này Nếu các ngươi ăn thì chắc sẽ chết Loài người lúc đó không vâng lời Chúa Và đã phạm tội với Chúa Và sau đó Đức có Trời đã nguyền rủa họ Và Chúa nói rằng ngươi ăn chắc sẽ chết Và tội lỗi đã từ đây bước vào và ma quỷ là kẻ đứng đằng sau đó Và xúi dục con người phạm tội Và con người càng sống ở trong sự gian ác hơn Nhân đó đến sáng thứ ký đoạn 6 đó Thì lời của Chúa nói rằng Thế gian bây giờ điều gì? Bại hoại đầy dễ hung bạo Và Chúa nói rằng Chúa sẽ quỷ diệt thế gian này Như vậy Chúa quỷ diệt thế gian này bao gồm có gì? con người Thứ hai là những loài động vật có hơi thở nơi lỗ mũi Đó gồm có những con gà, con vịt, con heo vân vân Những con vật nào mà thở bằng lỗ mũi đó Có hơi thở bằng thở bằng phổi đó Thì phải chết sạch hết Trừ con cá thôi, cá nó thở bằng mang nhưng thì nó còn sống nè Tại Đức ở trời quỷ diệt thế giới này bằng nước Rồi, có một cái câu kinh thánh nữa Ở trong thi ơi Đã cho chúng ta biết rằng Một lời nói mà ma quỷ khi nó cám dỗ Chúa Giêsu Nó nói nên thế gian này thuộc về ai Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao Và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian Với sự quy hoàng của chúng Và nói nếu người sắp mình thờ lại ta Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này Đức Chúa Sư phán với nó rằng Hỡi Satan hãy lui ra Vì có lời chép rằng Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi Và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi Ma quỷ chúng ta thấy nó đem Chúa Nó đem Ngài lên đỉnh núi cao Nó chỉ cho Ngài thấy cái gì cả các vương quốc của thế gian Những cái sự quy hoàng của chúng Thế gian nó gồm có những sự quy hoàng Gồm có con người, có vật chất Có tất cả những cái sự tốt ở trên thế gian này Nó nói sao? Nếu người sắp mình thợ lại ta Thì ta sẽ cho người tất cả những thứ này Như vậy nó có cái quyền gì nó cho? Họ đem nó có cái quyền gì nó cho? Cái quyền đó là cái quyền mà Adam Được quyền quản trị Được quyền Nhưng mà Adam đã chuyển cái quyền đó cho Satan Và Satan nó lại có cái quyền đó Bởi vì khi Chúa Giêsu đến Nó mới có cái quyền nó nói rằng là Thế gian này thuộc về ta Rồi Nó kêu Chúa Giêsu xu phải thờ lại nó đi Nó mới cho Rồi Nó muốn Chúa Giêsu phải làm gì Đi đường tắt Có nghĩa là không cần phải chết trên thập tự giá không cần phải đền tội con người làm gì không cần phải chịu khổ chỉ ngồi đó quỳ lại nó thôi là nó cho cả thế gian rồi ngày hôm nay ma quỷ nó cũng muốn điều này cho anh chị em anh em không cần phải đi nhà thờ không cần phải tin chúa không cần phải à, là đọc kinh thánh không cần phải cầu nguyện và cũng không cần phải à, à, kỷ luật thân thể sống tội à, xa, à, đốt lành chi ăn cho đã vui cho đã chơi cho đã rồi chết cũng sung sướng được nữa À, nó lừa chúng ta như vậy Có rất nhiều người Họ sẵn sàng bán linh hồn Cho ma quỷ Chỉ có một đô la thôi anh chị em Và họ nói rằng tôi chỉ cần Được người ta khen tôi Được người ta tôn trọng tôi Trong một thời gian ngắn thôi Tôi sẵn sàng Bán linh hồn của tôi cho nó Đây điều này có thật là anh chị em Và rất nhiều anh chị em Rất nhiều người trước đây họ đã À, đi theo những sự lừa dối của ma quỷ và sau này họ nhận thấy rằng là đi theo ma quỷ trả được gì hết mà đau khổ rồi sự chết thôi nhân cái đó đó họ ăn năn họ trở lại và bắt đầu bước vào những cái ca giải cứu những người đó cảm ơn chúa chúng ta thấy như vậy thế gian khởi đầu nó là tốt lành vũ trụ khởi đầu đó là tốt lành con người khởi đầu nó là tốt lành nhưng khi tội lỗi đến ma quỷ nó cai trị thì thế gian trở nên là băng hoại là xấu xa và cứ ấy đức có trời mới quỷ diệt ngài sai noe ngài đóng một cái con tàu để cứu gia đình của ông và một số loài động vật thời điểm đó để uh, duy trì và phát triển trên thế giới này nhưng cuối cùng dòng dõi của ông cũng không có giữ đúng cái điều đó cũng không giữ được đời sống tốt lành gì và họ cũng phạm tội. Nhân đó có một người thứ hai đến là Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là Adam thứ hai, ngài từ trời đến ngài đắc thắng thế gian này. Nhân đó tôi và anh chị em ngày hôm nay tin Chúa đó đó là chúng ta đang chia sẻ sự đắc thắng của chúng ta với Chúa, của Chúa cho chúng ta. Chúa đã thắng thế gian như thế nào? Thì tôi và anh chị em cũng sẽ thắng như thầy ấy Cảm ơn Chúa Chúng ta sẽ đến phần kế tiếp Làm thế nào để thắng thế gian đây Cái câu Kinh Thánh đã cho chúng ta cái câu trả lời luôn Ai tin Đức Chúa Giêsu là đáng rít Thì sanh bởi Đức Chúa Trời và ở câu 4 nè. Ai sanh bởi đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Như vậy chiến thắng thế gian là chiến thắng ai? Chúng ta sẽ nói sau phần đó. để vậy tôi và anh chị em chiến thắng được thế gian là nhờ đức tin của chúng ta nơi đấng rít hay là nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một nhân vật từ trời xuống và chính Chúa Giêsu là cái cây cầu duy nhất để kết nối thế gian này với Đức Chúa Trời. Và tôi và quý bà anh chị em là người sống trong thế gian này Chúng ta muốn được vào nước thiên đàng Chúng ta được về với Chúa Cha ở trên trời Thì chúng ta phải đi vào cái cây cầu đó Và cái cây cầu đó là ai? Là giê -xu. Anh em muốn bước vào trong nhà thờ Thì chúng ta phải vào cái cánh cửa Và nếu cái cánh cửa này đóng lại Thì anh em sẽ không bao giờ đi vào được Như vậy Anh em muốn bước vào nước thiên đàng Anh em phải đi qua một cái cánh cửa Và cái cánh cửa đó là giê -xu là cánh cửa duy nhất Anh chị em không thể nào đi cửa ngách Hay cửa hậu hay cửa sổ Hay là chèo gào vô Không có vụ mà Cái cửa đó khó quá Mẹ mốt tôi bắt thang tôi chèo vô à. Hoặc là tôi uh, khoét lỗ Ở dưới đất chui vô Hoặc là lỗ trên nóc trần nhà chui xuống không, Anh em về thiên đèn không dùng những cái cách khôn ngoan của mình Không thể nào dùng cái mưu mẹo mánh mung Không dùng cách này cách kia để mà hối lộ người này Hay là để à, đủ một cách để lèo lái Hay là đi vào thiên đàng được anh chị em Không có vụ đó được Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đó là Tin Chúa Giêsu. Vì cứ ấy trong công vụ đoạn 4 câu 12 nói Chẳng có sự cứu rỗi trong đắng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào để ban cho loài người để nhờ đó mà được cứu vậy con đường duy nhất hay là cánh cửa duy nhất để anh chị em bước vào thiên đàng hay là được trở về với trời đó là chúa giêsu mà thôi cái thánh nói rất rõ là gì đó là ai tin chúa giêsu là đấng rít thì sanh bởi đức chúa trời ai sanh bởi đức trời thì chiến thắng thế gian tôi hỏi quý bà anh chị em nè trong quý vị ngồi tại đây chúng ta có thật lòng tin Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời không? Có không? Hay là đến đây chơi? Hay là đến đây ở nhà lễ lộc mà đến đây để uh, vui chơi để uh, nghỉ xả hơi sau một tuần làm việc? Chắc chắn chúng ta đến đây không phải làm những cái việc và chúng ta đến nơi thờ phượng Chúa là để Thờ phượng Ngài Hiểu không? Là chúng ta tin Chúa là đấng có quyền tha tội chúng ta Là đấng xóa sạch tội lỗi chúng ta Là đấng gánh thai và cắt tội lỗi ra khỏi chúng ta Chúa Giêsu xu từ trời đến thế gian này Chứ không phải ngài từ đất mà ra Nhưng đó có câu nói rằng Đức Chúa Giêsu là đấng đã đến bởi nước và huyết. Không phải chỉ bởi nước mà thôi nhưng bởi nước và huyết. Chính Thánh Linh làm chứng và Thánh Linh là chân lý. Có ba bằng chứng Thánh Linh, nước và huyết. Có ba điều hiệp nhất. Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về con Ngài. Chúa Giêsu ngài đến trần gian này thứ nhất là ngài từ trời khi ngài được thay dựng trong một cô trinh nữ, nữ thì thinh thánh gọi là thánh linh của Chúa tác động trên cô trinh nữ đó như vậy ngài là từ thánh linh hay Chúa thánh linh làm chứng và thánh linh là chân lý thấy không thánh linh là chân lý như vậy Chúa Giêsu là chân lý thánh linh nước và quyết nước này chúng ta cũng biết rồi nước là chúa và nước cũng là giê xu và nước cũng là thánh linh linh quyết đó là nói về sự sống nếu mà không có con người chúng ta không có quyết không có máu thì chúng ta mất sự sống đi đó là sự sống anh chị em biết con người chúng ta tồn tại trên trần gian này là nhờ cái điều gì không có ba điều quan trọng thứ nhất không khí thứ hai ánh sáng và thứ ba nước anh em nghĩ như thế nào nếu chúng ta sống ở tồn tại trên trần gian này mà chúng ta không có không khí chúng ta thở nếu không có không khí thở anh em quý vị có thể tồn tại được không chúng ta nghĩ như thế nào mà nếu chúng ta sống ở trần gian này mà không có ánh sáng, cái cây hấp thụ nó sống tồn tại nó ra cây ca trái này kia là nhờ gì cũng nhờ ánh sáng đó đó. chúng ta nghĩ như thế nào nếu chúng ta sống ở trong vũ trụ này mà không có ánh sáng, rồi chúng ta nghĩ như thế nào nếu con người chúng ta lại không có nước, đấy không thì có nước và có sự sống phải không? như vậy thì con người chúng ta sống ở trần gian này thôi đó chúng ta cũng cần ba cái yếu tố, dĩ nhiên chúng ta cần có những cái khác nữa chứ không phải là cái đó không nhưng mà có ba cái điều đó là quan trọng nhất thứ nhất là không khí thứ hai là ánh sáng và thứ ba là nước cũng một thế ấy chúa giêsu ngài từ trời đến thế gian này và ngài là thánh linh thánh linh cũng nói về không khí nước là ta nói về nói về là là, là sự sống rồi ha nó, nói là, là thánh linh rồi cũng nó nói về thánh linh luôn và thánh linh là cũng là chân lý nữa Rồi Nói tới máu là nói tới sự sống Kinh Thánh nói rằng nếu mà con người chúng ta ăn máu đó Uống máu đó Thì chúng ta đụng đến mạng sống Bởi vì Chúa cấm chúng ta đặc biệt là những người tin Chúa là không được Ăn máu hay là uống máu Quý vị ngày vừa qua có ai ăn uống máu gì không? Trước đây anh chị em biết không? Trước đây là tôi ở bên truyền thống á tôi ăn uống máu nhiều lắm á tôi thích nhất là gọi là máu máu dịch á đổ huyết vô á gọi là tôi gọi là tiết canh mà có nếp á tôi khoái lắm à, nhưng sau này thì Tôi bước đầu đi theo Chúa và tôi đọc Kinh Thánh và Chúa nhắc nhở tôi rằng không nên ăn những thứ đó. Và tôi quyết định tôi bỏ những thứ đó và không ăn nữa. Và lời Chúa nói rất rõ là đụng tới máu là đụng tới Đã sinh mạng. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đó, Ngài đổ máu ra để làm gì? Ngài đổ máu ra để xóa sạch tội lỗi của chúng ta, để cất tội lỗi của chúng ta. Nhưng đó, Tôi và anh chị em tin Chúa đó Là chúng ta tin vào đấng có quyền tha tội Cất tội, xóa tội Là đấng có quyền đem sự cứu rỗi Và đem sự phục hồi giữa chúng ta với Chúa à, xin mời một anh em mà tối cầu nguyện Em tên gì? Ờ à, lên lên đi luôn nha. Lên. lên làm chứng nha, được không? Ngại <laughs> không? À có anh em này mới hồi tối cầu nguyện thôi. Cảm ơn Chúa, đó là bởi quyền năng của Chúa tác động và Chúa làm sống lại trong tâm linh của em. Và có những cái quyền lực á nó đang ảnh hưởng trước đây. À, khi cầu nguyện đó thì cái tà linh đó đó nó làm cho em trở nên yếu đi, em bụng rủng và em không đứng được và khi em cầu nguyện cho em em bước đầu đầu tiên thì em ngã phía sau lần sau thì em ngã phía trước thì khi em cầu nguyện em nói rằng có một cái luồng khí từ trong người em nó 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 chạy ra nó thoát ra thì cái luồng khí đó đây không phải là luồng khí đến từ Chúa mà đây là một cái khu, luồng khí đến từ quỷ đó là cái 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 quyền lực tà linh đó, nó cũng là một cái dạng khí nó một làn không khí chúng ta không nhìn thấy nó đâu nhưng nó nó có và nó cái dạng nó là một cái làng khói hay là một cái làng xương hay là một cái làng không khí thôi nhưng mà khi cầu nguyện cái đầu nó thoát ra nó có thể làm người ta bị ho hoặc nó làm ta bị sặc nó làm ta thì thở ra người ta cảm nhận nó nó luồn ra ta đi ra là biết liền á à. dĩ nhiên có người thì ói thấy không có người thì ho có người thì sặc nhưng mà khi cái luồng nó nó đi ra đó thì nó làm cho cái người mà mình cầu nguyện làm cho anh em mình là gì nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn vui mừng hơn cảm thấy trong lòng của mình nó có một cái gì đó nó yêu anh em mình yêu chúa và có điều gì đó nó làm cho mình ham thích sống có tươi mới lại liền à còn trước đó chưa cầu nguyện đó thì nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi rồi bật bội giận dữ hay khó chịu trong người thậm chí đâu lúc nó có những cái bệnh này bên kia nữa nhưng mà khi mình cầu nguyện xong tự nhiên cái đó nó, nó mất đi và mình được thay đổi Như vậy có một cái sự thay đổi tại là gì Đó là khi anh em mà tin Chúa đó Bởi quyền năng của Chúa đó Thì cái luồng khí đập khai tà lên nó đi ra khỏi là một cái luồng khí đó nó Không phải đến từ Chúa đó Nó làm cho chúng ta mệt mỏi, bệnh tật, đau khổ, thất vọng là chầu khổ, đủ trò Nó thoát ra và thay vào đó là một cái luồng sự sống đó là luồng sinh khí của Đức Chúa Trời đến. Và em thấy rất rõ này nha Cái luồng sinh khí, cái luồng sự sống của Chúa đến qua cái lời cầu nguyện chúng ta cảm thấy gì? Tự nhiên nó nhẹ nhàng. Nó có cảm giác nó cuộn lên một cái tình yêu và cảm thấy một cái cái cái, cái một cái sự sống nào đó nó nó thiêng liêng và nó thánh thiện tự nhiên nó đến với chúng ta. Điều gì xảy ra vậy? Sự sống của Chúa bắt đầu đến trên anh chị em anh chị em nào mà đã cầu nguyện tin Chúa giải cứu mà được cảm nhận điều này không? Có không? Có không? Anh thấy nó khó đó là anh em đã cảm nhận được điều đó nhưng mà đây là một cái điều nó cần có trên đời sống của chúng ta. Có thể có người thì kinh nghiệm điều đó, có người thì nó lại kinh nghiệm kiểu khác. Nó không phải một cái luồng khí nhưng mà là gì? Nó có một cái quyền lực cái đầu nó tự như nó chạy. À nó từ trong người chúng ta nó làm cho ta mệt mỏi đau nhất hay là tay chân khó chịu tự nhiên có một cái luồng gì đó nó chạy nó làm tê gần cái đôi tay tê gần cái đôi chân tự nhiên nó ra à, có người tự nhiên cảm giác có một cái gì đó nó có một cái gì đó nó làm cho nóng ở đỉnh đầu nè tự nhiên nó tê ở đỉnh đầu tự nhiên cảm giác có cái gì đó nó, nó nó bay ra khỏi cái đầu mình thì đó là cái luồng tà linh ác linh nó đi ra khỏi anh chị em khi chúng ta cầu nguyện chúng ta mới kinh nghiệm được điều này thôi ở anh chị em tôi và anh chị em là người đã tin chúa tôi nói anh em biết rằng nếu anh em là người tin chúa thật sự là anh chị em đã chiến thắng thế gian rồi như vậy Chiến thắng thế gian là chiến thắng ai chiến thắng thế gian là chiến thắng ai Chiến thắng thế gian Thứ nhất đó là anh chị em chiến thắng ma quỷ Khi Chúa Giêsu Đã chấp nhận lên thập tự giá Và đã chấp nhận vân phục cha của Ngài Là chết và đền tội cho nhân loại Và sau đó Chúa Giêsu bị chôn Và ba ngày Chúa Giêsu sống lại thì tại cái chỗ thập tự giá của Chúa, Chúa Giêsu đã nộp ma quỷ tỏ tường ra khỏi và sa tăng bị xét xử nếu chúa giêsu lên thập tự giá mà chúa giêsu chết mà chúa giêsu không sống lại thì chúa giêsu không bao giờ thắng được ma quỷ và tôi và anh chị em tin chúa giêsu cũng không thắng được cái tà linh ma quỷ là gì nhưng đó Chúa Giêsu ngày đã chết người đã sống lại từ trong mù mã và quyền năng sự sống phục sinh đó đã đem sự chiến thắng cho những người tin Chúa cảm ơn Chúa đó anh chị em biết rằng trong một thời gian cũng khá lâu Chúa cho tôi cũng có kinh nghiệm cầu nguyện cho một vài anh chị em cách này cũng hai ngày Tôi có đến uh, trung tâm uh, cây nghiện của đệ tớ Chúa là một sư phương Có cầu nguyện rất nhiều anh chị em tại đó Nhưng có một cái em này Nó ốm nè Nó xâm trong người nó đầy hết trơn hình ảnh Tôi nhìn nó sao nó mình mấy nó đang thổi lùi à Và đang mỗi người đang cầu nguyện như vậy đó Thì tôi cũng đặt tay từ người Nhưng mà tới nó tôi mới vừa đặt tay cho nó rung vậy nè Nó rung vậy, đó, nó, rung vậy đó, nó rung nó lắc nó rung hoài vậy đó sau đó tôi mới đặt tay cầu nguyện tôi ra lệnh cho tà linh nó bắt đầu nó té xuống và nó làm cho em này nó la nó hét và khi cầu nguyện một hồi đó anh chị em biết điều gì không bắt đầu à, thánh linh của Chúa tác động và làm cho nó mềm nhũng đi chứ tôi không có làm cho nó mềm được chỉ có Chúa làm cho nó mềm thôi và những cái thế lực tà linh bắt đầu nó xuất ra và em này một hồi nó tỉnh nó cảm nhận nó tỉnh nó nó, nó khóc anh em thấy một người mà khi mà được tự do họ cảm nhận một cái tình yêu và họ cảm nhận họ là một cái tội nhân mà Chúa thương họ và cứu họ. Tan vỡ không Để em nói xong cái đầu cầu nguyện cho những đứa em khác một hồi á là gần xong rồi. Tôi có một cái sự bày tỏ là tôi thấy có một người là bị một cái người thân của mình hãm hại và người này đang sống trong sự đau khổ. Tự nhiên có một đứa bé nó tự dưng đem nó giờ tay lên nó một sư cầu nguyện cho con con gì thì con là thằng đó đó sao cầu nguyện cho nó mới vừa đặt tay cầu nguyện chút xíu thôi nó la quá chừng la và những cái nó nó bóp cổ thằng này nè nó bóp cổ nó không cho này nói và tôi đặt tay lên cái đầu nó khẹt 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 không à. sau nó hồi khi cầu nguyện ra lên những cái tà linh mà nó bị yếm chú nó bị yếm chú và nó có một cái sự căm thù và khi cầu nguyện cho những cái linh nó đi ra xong cái đầu nó mới được tự do và nó được tự do bắt đầu Nó vui mừng lắm anh chị em Nó cảm thấy rằng nó sống rất là được uh, được, 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 phước trước mặt Chúa Anh chị em biết rằng Ma quỷ Nó cai trị Trong thân thể của con người Là khi người đó cho phép Nó có quyền hợp pháp Chứ ma quỷ nó không thể nào Tự nhiên rồi đi khơi khơi rồi ta nhảy vô Ma quỷ cai trị thế gian này là khi Adam và Eva cho phép nó Và cho phép đó là cho phép cái gì? Cái quyền pháp lý, cái quyền hợp pháp đó là cái gì? Đó là tội lỗi Nếu trong chúng ta tin Chúa rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn sống ở trong tội lỗi Thì chúng ta vẫn còn để cho ma quỷ nó có cơ hội Kinh thánh là người sanh bởi Đức Chúa Trời Người có hạt giống hay có lời của Chúa trong đời sống người đó Thì người đó không thể phạm tội nữa nếu anh chị em là người tin Chúa mà anh em nuôi mình bằng lời chúa và lời chúa sống trong anh em thì có nghĩa là hạt giống lời chúa đang lớn lên trong anh em và ma quỷ không thể nào ảnh hưởng cho anh em được trừ trường hợp chúng ta tiếp nhận không phải hạt giống hạt bụi hạt đường hạt uh, kim cương hay là hạt gì đó thôi còn nếu anh chị em mà tiếp nhận Chúa đó, lời Chúa là hạt lúa mì thì nó sẽ có sự sống và nó sẽ có một cái cánh đồng lúa mì. Nhưng nếu anh em á mà tiếp nhận lời Chúa mà không phải tiếp nhận lời Chúa chúng ta cứ tiếp nhận lời nhưng mà không phải lời Chúa Chúa mà lời lừa dối của ma quỷ, đó là hạt cỏ lùng. Thì nó sẽ có một cái cánh đồng cỏ lùng. Vậy thôi. Và khi anh em càng sống ở trong lời Chúa đó thì lời Chúa sẽ làm cho anh em được mạnh mẽ và anh em không thể nào phạm tội được mà nếu anh em mà có lỡ phạm tội tự nhiên bị cáo trách bị à, cáo trách bị thôi thúc để mình phải chạy đến với Chúa để mình ăn năn anh em thấy ngày xưa mình chưa tin Chúa mình phạm tội anh em có bao giờ biết ăn năn là gì không ăn quen chứ ăn năn cái gì phải không Nhưng bây giờ khi anh em mà lỡ có sai chật có lỗi nào chút xíu tự nhiên nó bị cao trách quá, cảm thấy mình có lỗi sai quá bắt đầu ăn năn với Chúa. Lý do tại sao vậy? Thần của Chúa ở trong anh em và hạt giống lời Đức Chúa Trời được gieo trồng trong anh em và nó kháng lại tất cả những cái gì thuộc về ma quỷ. Giống như là anh em thấy khi tôi và anh chị em mà có sử dụng máy vi tính hay là điện thoại chúng ta cài đặt cái phần mềm là diệt virus đó. virus thì nó có tùm lum đó virus trên trang mạng nó có tùm lum người ta hay sản xuất những cái độc hại đó để người ta xâm chiếm những cái uh, gọi là dữ liệu của chú anh chị em trong máy điện thoại máy vi tính nè nhưng mà chúng ta phải có cái cái gì cái 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 hàng rào bảo vệ phải không cái hàng vào bảo vệ tôi gọi đó là cái trình diệt virus á Như vậy tôi bảo anh chị em khi tin Chúa chúng ta phải có một cái hàng rào bảo vệ và hàng vào bảo vệ đó là cái gì? Lời Chúa Huyết Chúa Giêsu Và Thánh Linh của Chúa Ở trong anh em Lời Chúa, Huyết Chúa Và Thánh Linh của Chúa ở trong anh em Là hàng rào bảo vệ tấm lòng của mình Cái thứ kia mới vừa đến Là anh em cảm thấy như thế nào phải không? Phản kháng, kháng liền được Tự nhiên cầu nguyện liền Và xác quyết đuổi nó liền liền Anh em thấy nha Ban ngày đó anh em á tin Chúa đó, anh em thờ phượng Chúa đi anh em yêu mến Chúa, ban đêm anh em ngủ rất là ngon. Anh em thấy không? Nó ngủ ngon và nó làm cho tâm linh mình tươi mới và mình cảm thấy nó hạnh phúc với cùng. Nếu ban ngày anh em có xu hướng về tội lỗi, anh em đi nghe, theo, xem thầy bói, ai à, à, nói về thầy bói nói về mình tin hoặc à, anh em lại chối Chúa mà không có dám nói về Chúa cho người khác, người ta hỏi anh em đi nhà thờ đi đâu, người ta nói không, đi chơi dẫu rằng ban ngày anh em có thể là khỏe mạnh bình thường nhưng tối nằm chìm bao thấy tự nhiên gắn đến nó tấn công hoặc là con này con kia đến quấy khóa mình phải bị gượt đuổi này kia anh à, em lý do tại sao vậy anh em đã mở cái cánh cửa và cái cánh cửa này là cánh cửa sợ hãi cánh cửa vô tính và nghi ngờ và ma quỷ nó là lợi dụng cánh cửa đó nhưng nếu anh em mạnh mẽ sắc quyết trong đức tin và anh em khẳng kháng bằng lời của Chúa người ta nói anh ta có lời được cơ trời chép rằng chúng ta thấy Chúa Giêsu khi bị ma quỷ nó cám dỗ đó Chúa Giêsu nói cái gì khi ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu Chúa nó nói rằng là ngươi hãy khiến đá này trở nên bánh mà ăn đi thì Chúa Giêsu có phải chạy ra ngoài kia lấy cục đá khiến bánh ăn không Chúa Giêsu nói sao người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Như vậy tôi và anh chị em là người tin Chúa đó và chúng ta thắng thế gian này là bởi đức tin chúng ta nơi lời Chúa. Bởi đức tin chúng ta nơi Chúa Giêsu. Nếu anh chị em mà vướng vàng tin nơi Chúa đó thì không có thế lực ma quỷ nào mà ở cho anh em. Này. Dẫu rằng nó bự hay nó lớn hay nó nhỏ hay nó có đồng minh hay nó có bày đàn cỡ nào không cần biết Cho dù nó là danh xưng lớn hay là danh xưng nhỏ Nếu mà anh em là con của Chúa và Chúa Giêsu đang sống ở trong anh em một cách thật sự rồi đó Mà quỷ nó chỉ cần nhìn thấy anh em thôi là nó đã khiếp sợ rồi Chỗ mà nó hành động nó đang xem bói nhau vậy nó đang xem bói nha Tự nhiên anh em không nói chân, tự nhiên đi ngang qua nhà nó. Bà thầy bói tự nhiên á tự nhiên à. Quê quá, tự nhiên nói không được. Anh em biết lý do tại sao không? Cái thần của nó bị chích thuốc tê. Tê liệt nói không được. Anh em biết ai làm cho nó tê không? Chúa trong anh em khiến cho nó không thể nào làm được. Bởi vậy khi anh chị em là con của Chúa đó, sự sống của Chúa ở trong anh em đó sẽ khiến cho anh em trở thành những con người mạnh mẽ, can đảm sống cho sự công chính. Anh em không thể sống trong sự bất chính được, sống trong tội lỗi được. Anh em sẽ ghét tội lỗi đó Nói đến tội lỗi là anh em gớm ghê lắm mà anh em sẽ không bao giờ chấp nhận đó Tại vì sao? Tại vì hạt giống hay lời của Chúa, sự sống của Chúa đang sống trong anh em điều đầu tiên đó mà anh em thắng được là thắng ma quỷ. Có ai đã từng kinh nghiệm thắng ma quỷ chưa? Trong chúng ta ngồi tay có ai kinh nghiệm thắng ma quỷ không? Giơ tay lên. Còn phần còn lại là thất hết thất bại hết hen. Tất cả chúng ta ai tin Chúa đều đã thắng ma quỷ hết. Và Chúa nói chúng ta đang khi tôi và anh chị em tin Chúa, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng đã chết và đền tội cho mình một cách thực hữu rồi, thì quý bà anh chị em sẽ mạnh mẽ và sống cho chính ngài. Và trong Khải Quyền đoạn 12 câu số 11 chép đó nè, họ đã thắng nó bởi quyết của chiên con và lời làm chứng của mình. Đó. Bởi vậy khi Chúa mà chữa lành anh em, giải cứu anh em, thăm viếng anh em đó, anh em đừng có ngại làm chứng chúa cho anh em hãy can đảm hãy dạng dĩ anh em nói về chúa cho mọi người biết về sự giải cứu của chúa về sự chữa lành của chúa có thể mới quá chúng ta uh, sợ chúng ta ngại chưa dám nói nhưng mà sau này chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta nói anh biết anh em biết khi chúng ta làm chứng về danh chúa là chúng ta đang làm gì không chúng ta đang phơi bài cái bản chất độc ác của ma quỷ Tại vì khi ma quỷ nó cai trị đời sống con người Nó dùng sự dối trá để nó che đậy Nó nói cho mọi người biết là tao đâu có ở đây đâu Thằng nào chứ tao đâu có trong nó đâu Ai với tôi đâu có trong nó đâu Ai chứ đâu Bạn đâu Bà đã hỏi tôi Nó dùng đủ mọi cách để nó che đậy Là nó nói nó không bao giờ có ở trong của người ta Nhưng thật sự nó đang ở trong tấm lòng Của những con người sống trong sự gian ác và tội lỗi Bởi vậy khi mình được Chúa giải cứu rồi Mình nói ra mình làm chứng lại về ơn lành của chúa có nghĩa là mình phơi bài cái tội lỗi của chúa phơi bài cho mọi người biết rằng bản chất của nó là xấu xa bản chất của nó là độc ác kẻ đó là kẻ hủy diệt cướp phá nó phải bị vặt mặt để mọi người không thể nào tin nó nữa và làm theo cái điều lừa dối của nó nữa còn nếu anh chị em mà ngại, sợ và không dám nói đó Nó lấy cơ đó nó cứ hù mình hoài Nó làm cho mình sợ hoài Nó làm cho mình mặc cảm hoài Nó nói thế này nè Mày đừng có nói nghe Mày nói là tao làm cho mày bệnh đó không? Mày đừng có nói nghe Mày nói là mày quê lắm đó cho mày hay đó Đặc biệt nó sẽ cản trở ngay những người mà sống Làm cho mình cảm thấy mình sĩ diện này kia đó Rất là khó nói Cho nói sao Chúng ta thắng là bởi quyết của chúng con và gì nữa? Lời chứng. Bởi vậy khi Chúa cho anh em có cơ hội để làm chứng thì anh em hãy can đảm, hãy dạng dĩ để làm chứng về những ơn lành của Chúa cho chúng ta. Như vậy, tôi và anh chị em đã đắc thắng đầu tiên đó là đắc thắng mà quỷ. Đắc thắng thứ hai đó là đắc thắng cái gì? Đó là Đặc thắng thứ hai đó là đặc thắng sự chết. Episode đoạn 2 câu 5 đến câu 8, câu, uh, câu 6 nó thế này. Nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và trong Đấng Christ Giêsu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Ở Cô Gân Tô thứ nhất Đoạn 15 Từ câu 54 đến câu 57 Khi bạn chắc hay hư nát Mặc lấy bạn chắc không hay hư nát Bạn chắc hay chết Mặc lấy bạn chắc không hay chết Thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng Hỡi sự chết sự đắc thắng của mày ở đâu Hỡi sự chết cái nọc của mày ở đâu cái nọc của sự chết đó là tội lỗi Và sức mạnh của tội lỗi đó là lực pháp Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Sự đắc thắng nhờ Chúa Giêsu chúng ta Amen Nhờ Chúa Giêsu chúng ta Đã đắc thắng tội lỗi Đã đắc thắng sự chết Nhưng cái đó sự chết nó không còn có quyền cai trị trên những người tình có ba cái sự chết mà hôm trước tôi thường chia sẻ anh chị em trong những bài giảng trước đây sự chết thứ nhất đó là sự chết về tâm linh sự chết thứ hai đó là sự chết về thân xác sự chết thứ ba đó là sự chết đời đời cho linh hồn sự chết tinh linh đó là sự chết đó là cái sự phân cách giữa con người với đức cái trời và sự hiện diện của chúa không còn ở trong con người nữa sự chết thân xác đó là con người chúng ta phải trải qua sự chết Thân xác này là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất Linh hồn phải lìa khỏi thân xác này Sẽ đến một nơi mà Đức Chúa Trời dành cho nó Sự chết thứ ba đó là Linh hồn phạm tội sẽ bị quăng xuống hồ lửa Và chịu đài ải đau khổ đời đời đó đó Không có ngày đi ra Khi anh em tin Chúa Chúa khôi phục lại Chúa làm sống lại cái phần tâm linh của anh em là tâm linh anh em được nói lại với thánh linh của chúa liên kết mật thiết với thánh linh của chúa thánh linh của chúa ở trong anh em sự sống của chúa ở trong anh em làm sống lại cái gì mà đã chết trước đây và chúa cho anh em có sự bình an có sự vui mừng có sự tươi mới trong tâm hồn mình trước đây chúng ta sống trong sự sợ hãi bất an gầu lo tổn thương phiền muộn đau khổ nhưng khi thánh linh chúa tác động cho anh em mà ngài làm sống lại phần linh anh em á anh em trở thành một ca tạo vật mới một con người mới một sinh vật mới một tâm linh mới anh em bắt đầu trở thành những con người có sự sống của chúa này anh em yêu được mọi người anh em quan tâm được mọi người anh em cảm thấy cuộc sống này nó có ý nghĩa và có giá trị hơn đó đó là sự sống chúa cho tôi và anh chị em sẽ đắc sự chết Có nghĩa là Anh em nhận được sự sống Hay là sự phục hồi Sự kết nối lại giữa mình với Chúa Không còn bị cắt lìa nữa Điều kế tiếp đó là Chúng ta thắng nữa đó là Thắng sự rủa xả Khi tội lỗi đến nó Làm cho thân thể bị rủa xả Bệnh tật đói nghèo bất an Thậm chí cái cây của anh em chồng cũng bị rủa nữa Đất anh em cũng ở, bị rủa luôn anh em có thấy đất của thầy pháp chưa ngày nọ tôi có đến ở một cái nơi này cái một anh em nói thế này nè thầy biết không cái mảnh đất đó là của ông thầy pháp á mà ông này ông luyện thiên linh cái nè. ông để cái miễu trước cửa nhà ông mà ông luyện thiên linh cáo là cái sọ của cái cô gái mà đã chết trẻ đó. anh em biết không ông nói thế này nè Đất của ông trồng trồng cây chuối mà nó có cái bắp chuối không mà nó không có ra nải chuối. Nó ra cái bông rồi nó ra cái cái trái nhỏ nhỏ rồi nó rụng hết à. Ông nuôi con heo. Con heo không biết sao mà nó ra lông không mà, mà nó không ra thịt. Người ta nuôi con heo khoảng chừng 3 tháng phải không Thì có 5-60 kg Ông nuôi gần 2 năm rồi Mới có hai mươi mấy kg thôi Tôi nói heo gì heo nó heo, heo mọi, không ông nó heo thịt mà nó vậy đó ông nuôi con gà mỗi con gà mà bắt đầu nó mất gái ha cũng nghĩa là nó gáy te te nó gáy te te là bắt đầu nó chết có nghĩa là ông nói ông này ông làm thầy bác không thể nào mà ông trồng trọt chăn nuôi gì đó và thậm chí anh em biết rằng những đất đó là người ta gọi là đất gì không đất dữ đất đó độc mình mới gọi là đất bị rủa xả đó anh chị em bởi vậy khi anh em tin Chúa đó nha Chúa cho chúng ta ở trong vị trí đắc thắng và anh em cầu nguyện cho đất đó được chuột cây trồng vật nuôi được chuột và đất đó trở nên là có sự sống có màu mỡ có sự phước hành của Chúa lên anh em đã từng tin Chúa và đã từng cầu nguyện cho đất ruộng của mình người thấy là rõ đó đã tất cả sự rủa xả về thân thể rủa xả về bông trái về công ăn việc làm của chúng ta đó nó phải bị bẻ gãy và biến mất hết và sự sống của chúa bắt đầu tràn trong chúng ta này trước đây anh em mà thờ thần tượng và phục vụ cho ma quỷ đó nha hôn nhân sống không có hạnh phúc có nhiều anh chị em kể lại tôi sống với vợ của tôi mà như giờ sống thêm mấy bà nữa vậy nay thì bả ngày mốt con nhỏ khác nó ở trong người của bả hai ba đứa tôi nói gì sướng quá rồi nó sướng gì đâu khổ muốn chết có ông này anh em biết không ông sống với vợ ông khoảng chừng bảy 8 giờ tối nó ê quánh lộn chơi nó lộ lên là một con nhỏ khác nó nói chuyện một cái giọng khác Nói ê quánh lộn chơi tao mày quánh lộn nè rồi ông cũng nói khùng lên hết quánh thì quánh hai người đi ra ngoài ruộng đánh múa tá lạ chừng mà không ai đụng ngay cho trơn nha làm hồi mệt ngã chạy vô cái nó sức gà nó sức ra cái nó bình thường trở lại vậy đó ông nói ông nói với tôi nói một sư biết tôi sống với vợ tôi mà sống với quỷ chứ không phải là vợ nó làm tôi khổ lắm buồn buồn nó ngủ tôi quánh lộn mỗi lần mà tôi đụng vô nó đó mỗi lần mà tôi muốn sống với nó muốn vui vẻ với nó bắt đầu tự nó ối, à ờ ừ, anh em thấy không có vợ mà thấy gì khổ không anh em Thật sự đó những cái thế lực của quyền lực của anh chị em Mà nó ảnh hưởng ở trong thân thể đó Bởi vì khi chúng ta, cái người này đã tin Chúa là Chúa cho chúng ta vị trí đắc thắng Bởi vì là thứ đó nó không còn ở trong anh chị em nữa Và chúng ta trở thành một con người mới Và Chúa Thánh Linh chỉ có một mình Ngài ở trong chúng ta mà thôi Không có một cái tà ma, không có một cái thứ gì đó trong này. Đắc thắng mọi sự rủa sẽ Rồi cái tiếp là đắc thắng bệnh tật theo có lời Chúa cho chúng ta biết trong phi rơ thứ nhất Đoạn 2 từ câu 23 đến câu 24 Khi bị nguyền rủa Ngài không nguyền rủa lại Lúc bị đau khổ Ngài không hề hăm dọa, Nhưng phó thác chính mình cho đấng phán xét công bình Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ Để chúng ta chết với tội lỗi và sống cho sự công chính Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành Ở trong Chúa Chúa ban chúng ta sự đắc thắng Đắc thắng bệnh tật Những cái bệnh tật nào mà nó còn đeo bám Chúng ta hay công bố rằng mình phải biến mất cả khỏi cơ thể của ta Vì Chúa Yêu đã đang sống ở trong ta Và Ngài đang ban sự sống và sự chữa lành cho ta Cái tiếp nữa là Ngài cho chúng ta đắc thắng sự nghèo đói Cô tôi nhất đoạn 8 câu 9 thế này Vì anh em biết ân điển của Đức Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em để Bởi sự nghèo khó của Ngài mà anh em trở nên giàu có Thời gian qua trong cuộc sống của chúng ta Nó làm chúng ta đối diện những sự nghèo khó Túng thiếu quay quanh Mà trong lời Chúa nói sao bởi ân điển của Chúa Ngài vốn giàu nhưng trở nên nghèo Anh em thấy Chúa Sư đến thế gian này Ngài sanh ở sao đâu xong nơi chuồng chiên nha rồi kinh thánh trong cuộc đời của ngài ngài nói một câu thế nào con cáo có hang chim trời của tổ xong con người không có chỗ gối đầu chết là không có cái chỗ mà chôn và trong đó có người khác đem chôn ngài là một cái vị này giàu có đã tặng cho chúa một cái nắm mồ chứ ngài sống trên trần gian này ngài không lo cái nhà mà ngài không lo cái mồ Đúng không nhưng mà sống ngài để gào giảng phúc âm thôi ngài trở nên nghèo khó để tôi và anh chị em ngài nó trở nên giàu có ấy là ý muốn của chúa anh chị em tôi nói thật đây là điều mà nếu anh em nhìn vào cái đời sống của tôi đó anh em thấy rất rõ đức của trời là đấng binh vực chúng ta khi anh em kính sợ chúa và đi trong đường lối của chúa đó chúa sẽ ban phước cho anh em để anh em được phước trên đôi tay của mình anh em không cần phải tranh chấp giành giật dây không anh em không cần phải lừa đảo lừa dối lừa gạt ai để đạt được cái đồng tiền đó anh em đừng bao giờ ganh tị với tôi Mục sư mập quá Ông tin Chúa tôi thấy ông khỏe quá Mà ông mập Tôi tin Chúa sao nó ốm quá Tự nhiên bực quá ganh tị Ông mục sư ông làm ăn được Và ông chú cho phước cho vợ con Ông làm ăn được công việc ông làm có đất có đai có nhà Rồi anh em cũng cố gắng Mọi cái nào nó giống như tôi Mà cái cách cố gắng của anh em là theo cách của mình là không phải là tin Chúa Không phải là nhờ kẻ Chúa Không phải là kêu cầu Chúa Không phải là sống đẹp lòng Chúa Mà anh em sống trong cái tội lỗi Thì anh em không thể nào đạt được Cái điều mà Chúa ban cho mình Chúng ta làm theo con đường ở thế gian Thì không được Nhân đó Anh chị em phải sống đúng Theo lời của Chúa Và Đức có Trời Đắng sẽ Ban phước cho chúng ta Ngài cắt mọi sự nghèo đói Thiếu thốn và Ngài ban sự may mắn, sự thịnh vượng cho anh chị em Ngài cho chúng ta đắc thắng gì nữa Ngài chúng ta đắc thắng sự buồn rầu và đắc thắng sự sợ hãi Trong thời gian qua chúng ta chưa tin Chúa Có nhiều điều là chúng ta buồn rầu lắm Làm chúng ta sợ hãi đủ điều Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa Giêsu Nước thiên đàng hiện diện trong tấm lòng của chúng ta rồi Sự buồn rầu sợ hãi không còn nữa Roma đoạn 14 câu 17 nói thế này Vương quốc của nước trời không phải là chuyện ăn uống Nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong thánh linh Cảm ơn Chúa Như vậy Tôi và anh chị em đắc thắng ma quỷ Đắc thắng sự chết, đắc thắng bệnh tật, đắc Thắng đối nghèo Đắc thắng buồn gầu Đắc thắng sợ hãi Đắc thắng bất an Đắc thắng những cái sự rủa xã Là nhờ gì Đức tin chúng ta nơi Chúa mà thôi Nếu anh em mà không có đức tin nơi Chúa Thì chúng ta đừng bao giờ Thừa hưởng được cái gì từ trong Chúa chứ. Chúng ta không cần phải đi lừa để có Không cần phải cố gắng nỗ lực để có Không cần phải Làm mọi giá Để được cái điều đó Mà Chúa nói chúng ta là Chỉ cần chúng ta Tin mà thôi Ai tin thì được sự sống Ai tin thì được Ai không tin thì không có sự sống đâu Mà tin đó nha Anh em phải tin một cách xác quyết Tin không phải là tin nghi ngờ Tin uh, gọi là tin có tin Không phải là tin dựa của người khác Có người ngày hôm nay người tin là tin dựa hơi đó uh, uh, Vợ tôi nó đi thờ phượng chúa để mình nó đi uh, Tôi ở nhà sau này mà nếu mà có chết Vợ tôi về thiên đàng tôi nắm chân nó đi theo Vậy là anh em tin kiểu gì Tin cái kiểu dựa hơi vợ mình Phải không Có nhiều con đó Thôi gia đình tôi giờ nghèo khó khó khăn quá Để tôi đi thờ phượng chúa hai vợ chồng già đi đi Còn mấy đứa con tôi nó lo làm ăn Chứ giờ đi hết chừng ai đâu mà thờ Ai đâu mà lo làm ăn Như vậy anh chị em để con của mình ở nhà làm gì Nó đi làm ăn phải không Thật sự chúng ta đang làm gì vậy không? Chúng ta đang kiểm soát cái niềm tin của con của chúng ta và muốn nó phải phục vụ kiếm tiền nuôi chúng ta. Nhưng sau này nếu mà tôi và quý con cái chúng ta ngày của Chúa trở lại ngay ngày hôm nay hoặc là ngày mai đi. Con chúng ta có được về với Chúa không? Nó lo kiếm tiền nó có đức tin đâu và ai là người có đức tin quý vị có đức tin á tại vì quý vị những ngày qua đi mà thờ Vương Chúa mà vậy rồi về thiên đàng rồi đó đâu hỏi người cha người mẹ hỏi anh chị em rồi mình về thiên đàng mình nhìn tới nhìn lui ở con, con con mình đâu con người ta ở nhà đi làm bởi vậy anh chị em biết có những đứa con Anh chị em cần phải khích lệ đức tin của nó Tôi nói với con cháu của tôi Đời sống của mình là tin Chúa, thờ phụng Chúa Và các con, các cháu phải tin thờ phụng Chúa Và tôi cũng nói anh em tôi Nhưng mà anh em tôi nó chất quốc rồi Hảo không đánh, Nhưng mà tin bám Tin dựa hơi À, anh ba tôi anh làm một sư. À, anh có nhà thờ, anh thờ chúa đi đâu à, cũng nổ chứ à, anh ba thôi à. Nhưng mà anh sao không đi không đi nhóm Mà, à, mà cũng vẫn sống tôi lỗi bình thường thì sao không? Có vậy là tin giữa hơi. Ở đây có ai tin giữa hơi không? Mỗi người chúng ta phải tin nơi Chúa chứ không phải là chúng ta tin người khác. Hoặc là chúng ta là người tin đại diện Có người nói sao Kinh Thánh nói rằng một người tin thì cả nhà được cứu Tôi tin thì cả nhà tôi được cứu Thì cởi đó làm gì làm Đúng cái câu này nói là cả nhà được cứu Nhưng mà mỗi người đều phải có đức tin nơi Chúa Một cách riêng tư Chứ không phải là tin dùng bởi vậy hạt giống đức tin là phải sống ở trong anh chị em chứ không phải là sống trong cái mảnh ruộng người khác là anh em đến anh em gặt tỏ anh chị em nè tôi làm ruộng tôi làm lúa nghe tới cái mùa thu hoạch của tôi đi gọi anh em chạy lại lấy lưỡi liềm đến gặt lúa đem về ăn anh em thấy được không sao vậy cái đó là bậy lắm mà tự nhiên ruộng cái tôi à, 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 tại vì mục sư là mục sư mà cho nó đồ gụng của mục sư là ruộng của tôi chứ lúa chính là em đến em gặt em ăn à không à, không có vụ đó đâu cả cái 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 vụ đó không được à đức tin của tôi là đức tin của tôi nơi Chúa và tôi dạy lời Chúa để anh em có đức tin nơi Chúa chứ không phải là tôi dạy lời Chúa để anh em bám đức tin nơi tôi bởi vì có một ngày nọ có một người thế này nè có một anh em này nè thấy không khi thấy tôi đặt tay cầu nguyện cho người kia hết bệnh đó anh em thấy không tôi làm y chang một sư nhá. tôi cũng đặt tay tôi cũng gào thét tôi cũng la mà tôi cũng làm đú trò chân mà sao quỷ nó không ra một sư Tôi nhớ là tôi cũng la lắm rồi tôi cũng khạc rồi tôi cũng làm đú trò hết chân tôi đặt tay thậm chí tôi vỗ tôi làm đú trò hết chân mà sao nó không ra. Tôi hỏi chứ anh tin kiểu gì? Thì thấy bắt trước một xưa ấy. Tôi nói anh tin kiểu đó không bao giờ nó ra đâu, nó còn quánh mình nữa đó. Lý do là anh phải tin Chúa đã có quyền năng ở trên anh chứ không phải anh tin dựa vào tôi. Bắt trước tôi là không phải đâu. Vậy tôi và anh chị em cũng vậy. Tôi và anh em hãy đặt niềm tin nơi Chúa một cách thực hữu một cách rõ ràng và tin một cách xác quyết nơi Chúa của chúng ta. Kinh Thánh nói sao? Linh hồn cha cũng như linh hồn con. Linh hồn nào phạm tội sẽ bị hư mất. Nhưng mà linh hồn nào tin Chúa Giêsu thì được sự sống, được sự đắc thắng, được sự phước hạnh của Chúa mà thôi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Như vậy để đắc thắng thế gian này là nhờ gì tình chúa giê -xu. và thế gian và những sự trong thế gian đều sẽ qua đi nhưng kinh thánh nói sau lòng yêu mến chúa sẽ còn lại đời đời thế gian những sự thế gian nó sẽ qua đi sự khôn ngoan thế gian sự giàu có thế gian tất cả những gì thế gian này sẽ qua đi và không còn kinh thánh nói là đến ngày cuối cùng nó sẽ qua lửa những cái công trình người ta đang xây cất anh em thấy nếu mà những ngày vừa qua anh em lên trang mạng đi mở trang mạng ra thì nói toàn là chiến tranh ukraina với nga bao nhiêu căn nhà người ta xây dựng giờ trong một ngày hai ngày trở thành đổ nát thậm chí biết bao nhiêu sinh mạng đó đẹp trai đẹp gái đó Giàu có đi học thần học Đi học trường ngày trường kia đó Bị bơm đạn ngã chết Chúng ta thấy con người của chúng ta Nó phải phải chống qua không Hỏi anh em điều gì còn lại Điều mà còn lại đó là linh hồn của chúng ta Và tôi và anh chị em để được sự sống từ nơi Chúa Chỉ có đức tin chúng ta nơi Con Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu xu mà thôi Hãy để sự sống của Chúa luôn sống ở trong lòng của anh em. Và khi chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta liên kết với Chúa mỗi ngày thì sự sống đó không bao giờ mất được. Đừng để mất sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Mất sự sống của Chúa là gì? Chúng ta thấy cái cây đó như cái nhánh cây. Cái nhánh mà nó lìa ra khỏi thân cái cây thì cái nhánh nó còn hay nó chết? nhánh chắc chắn nó sẽ chết. Sự sống đã lìa khỏi rồi. Tôi bảo anh chị em không thể nào lìa Chúa được, lìa Chúa là mất sự sống. Ngày nào chúng ta còn kết nối với Chúa, ngày đó sự sống nó vẫn còn và sự sống nó sẽ có kết quả và tôi và anh chị em sẽ kết quả cho Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngày ban phước cho anh em. Nhờ ơn Chúa, nhờ Chúa Jesus mà chúng ta được đắc thắng luôn luôn. Anh em phải đắc thắng luôn luôn nha, đắc thắng khi nào khi nào, khi nào chúng ta về với Chúa thì thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cùng đứng lên. À, qua lời Chúa buổi sáng hôm nay Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện cho đời sống của mình Những ngày vừa qua chúng ta kiểm tra Chúng ta đời sống chúng ta có đặc biệt là Còn tin với Chúa nữa hay không Hay là chúng ta đang ở trong sự nghi ngờ Đang sự sợ hãi vô tính nào đó Nó đang le lói Xâm chiếm hay là đang giành giật Chúng ta hãy cầu nguyện khước từ những điều đó Để chúng ta tiếp tục đặt niềm tin ta nơi Chúa Tin Vua Chúa Sư đã chết rồi đã sống lại và đã đền tội chúng ta. Ngài đã cất tội lỗi ra khỏi chúng ta Ngài đã ban sự sống chúng ta Ở trong Ngài chúng ta được sự sống Ngài chúng ta đắc thắng được bệnh tật Đắc thắng ma quỷ Đắc thắng nghèo đói Đắc thắng sự rủa xả Đắc thắng chức những nan đề Chúng ta liên kết mình với Chúa Và sự sống của Chúa Ở trong chúng ta mỗi ngày Thì chúng ta sẽ thấy được sự sống đó Một cách thật sự Hãy luôn Xin anh em cùng hiệp ý cầu nguyện theo tôi Nhân danh Chúa Giêsu, Con công bố Nhờ Chúa Giêsu xu Đặt thắng sự chết Con được sự sống Con được phước Con được chữa lành Con được tự do Con được sống phước hạnh ở trong Chúa Con cảm ơn Ngài sự nghi ngờ Sự vô tính Phải ra khỏi con Những sự thất bại Những quyền lực của ma quỷ Nó phải đi ra khỏi con Và tình yêu và sự sống của Chúa Sẽ ở trong con mà thôi Con cảm ơn Chúa Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen Amen, cảm ơn Chúa